hình như cái ung thư lưỡi của cô á, nó đang nó có mùi á, cô biết không? Đúng Cô rồi, có hửi được không? đúng rồi. Cái tay chú là cứ thẳng dài miết luôn. Nó cứ vậy đó, chừng nào ấy cũng thậm chí ngồi tới đâu mình bóp mình bẻ, cứ tay mình ở không đó, mình bẻ mình bóp nó Nếu không bóp là co luôn hả chú? thì nó co nó rút đó. Dạ, còn cái chân, còn phần chân chú. Chừng nó cũng vậy luôn. Còn mình nói ở ngoài thì mình chưa có thấy rõ mấy ông Dạ. chú tới rồi chú thấy đó, hai chồng đó. Có ai mà bệnh gì không, bệnh ví dụ một người cũng Còn điên người người kia ta đi làm kinh tế đúng không? làm kiếm tiền, cái này hai người mà nằm như vậy tiền đâu có, bây giờ tiền bao nhiêu cũng không đủ. Giờ không cần gì, cầu mong đi được, đi lại được, giúp giúp bây giờ chứ mình bệnh 200 bệnh đó chết. Thường thì nếu trong nhà một người bệnh thì một người sẽ khỏe hơn để Để đi đi làm kinh lo tế kinh đúng tế, không? đúng rồi. Ừ. Còn trường hợp ngày hôm nay thì em thấy cả cô và chú đều có bệnh, người thì bị liệt còn người thì lại bị ung thư giai đoạn cuối. Em nhỏ xin gửi lời chào đến cô chú anh chị thân mến. Chào mừng cô chú anh chị đến với clip tiếp theo của em nhỏ. Hôm nay em nhỏ đang có mặt ở quận Bình Tân để tìm hiểu cũng như là xem thử cái trường hợp này ra sao. Thì mới đây anh Duy là người trưởng nhóm có nhận được một cái điện thoại có một cô gái chắc không còn là sinh viên và muốn đi trải nghiệm cũng như là đồng hành cùng em nhỏ trong cái tập thiện nguyện ngày hôm nay. Đây đây cô chú anh chị. Chào em nha. Dạ em chào anh ạ. Nay điện tới tụi anh muốn đi đồng hành cùng tụi anh xem thử cái công việc tụi anh làm như thế nào hả? Dạ đúng rồi, tại vì em có xem nhiều, xem qua rất nhiều clip rồi nhưng mà có thấy số điện thoại của anh Duy nữa nên là thôi mình muốn thử nghiệm thử xem thế nào. Từ nay em tên gì và bao nhiêu tuổi rồi cho mọi người biết được không? Dạ xin chào mọi người ạ, em tên là Thanh Trúc. Năm nay em mới tròn 20 thôi, hiện tại em đang là sinh viên ạ. 20 tuổi hả? Thôi bây giờ để cùng anh tìm hiểu cái trường hợp ngày hôm nay ra sao nha. Dạ. Em có thể đứng sau anh được nha. Dạ. Rồi con chào cô nha. À, cảm Cô ơn chú. Chào chú. thấy cô liên hệ tới tụi con và nghe nói là cô hướng dẫn cô chỉ giùm bên con một cái trường hợp cũng đặc biệt khó khăn. Thì cô có thể nói sơ giùm cho tụi con với mọi người biết được không ạ? Và cô tên gì trước đã? Tôi tên Hoa mà đi mua da chai, rồi tôi À. cũng như tình cờ là tôi mua da chai của bà mẹ của cái cô bệnh đó, Dạ. thấy cô bệnh nhiều quá rồi tôi cũng thấy xót, mà nhưng mà mình cái nghèo này mình không có giúp được người ta gì, nhưng cái tôi mới thấy là cái cô bệnh đó là cũng ngồi cũng bơm sữa tự 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 bơm cho mình uống thôi, rồi tôi thấy tôi mới hỏi tới là cổ bị ung thư lưỡi. Dạ. Rồi còn chồng thì bị tai biến đâu năm mấy nay rồi, thì hoàn cảnh khó khăn cũng lo cho chồng, cổ cũng trước khi bệnh là cổ cũng cũng than là lo cho chồng hết tiền rồi. Hai người bệnh luôn à cô, vậy Rồi kinh tế đâu hai có người được cô. bệnh một năm mấy là chồng bị tai biến đó là coi như lo không còn tiền, rồi tới Dạ. cô này là bị ung thư là cũng vô thuốc được đang nghe nói là 2-3 lần gì đó, là coi như sau đó hết tiền À rồi thôi không có thôi. đi vô bệnh viện được nữa, Bây rồi mới giờ ở nhà điều trị uống thuốc nam. Thuốc nam riết rồi bây giờ nó cạn kiệt cái nhưng không có tiền, rồi cũng như khổ tự tự mà chăm sóc anh Dạ. rồi không có tiền nữa, rồi tôi mới thấy gì tôi mới coi YouTube, và tối nào tôi về tôi cũng coi lên TV tôi thấy tôi mới xin số điện thoại để tôi điện lên chú nhờ chú cứu giùm giúp đỡ giùm người ta, Dạ. thì tôi mới điện thôi cho Con nghe nó. nói là cô cũng cũng giúp người ta mà dạng như là có mình có ít thì mình gửi ít vậy Ví hả dụ cô? tôi đi đâu tôi cũng có giúp, nhưng mà ví dụ 20-30 ngàn có chứ còn cũng Dạ. nhiều cũng có, tại mua da chai không có tiền nhiều, mình còn lo gia đình cơm gạo nữa, mình ở trọ mà đâu có tiền dư, thì bây giờ mình không có giúp được của cải được nhiều thì cái lời lời nói mình giúp được người ta gì tôi giúp Dạ vậy đúng đó. rồi. Nó không, chứ không cần là phải đến lúc mình giàu sang rồi mới giúp đâu cô. Không không cần phải giàu, mình có như gì mình Dạ. giúp nấy,
Rồi qua đây con cũng thứ nhất là con cảm ơn cô Hoa ha. Cái thứ hai nữa là con nói đây với mọi người biết luôn là lỡ có ai mà biết trường hợp mà thật sự cần giúp đỡ thì vui lòng liên hệ số yếu 0988601669 thì team con sẽ cử người và điện lại sớm nhất có thể để có thể mà giúp giúp những cái trường hợp qua cái lúc ngặt nghèo. Dạ. Thôi bây thì giờ mình tôi gọi cũng hai số đó, số 669 với cái số đang gọi. Dạ, thôi bây giờ cô dẫn con vô trong nhà trọ của hai vợ chồng đó ha. Rồi rồi rồi. Dạ. Ở đây cô Hoa. Ở đâu? Phòng. Ở đây nè chú. Ôi cha, phòng đấy hả? Chồng thì tai biến, bởi tôi nhìn là tôi xót dữ lắm. Mình nghèo, mình không có cái gì để mình giúp người. Chào anh nha. Còn có cổ năm kìa. Đó. Chào chào em chào chị nha. Nói chuyện được. Thôi mình vô nhà cho. Cần vô nhà. Dạ. Anh ôi thôi nói chú đi thấy lớn quá. Có bốn mấy tuổi à? À. Mà không bệnh đó rồi. Bốn mấy rồi? Năm 2 hả? Năm 2 à, chú đi. Hồi nãy con xin lỗi, con nhìn không rõ, con thấy trẻ con kêu anh. À, cô luôn nha, chào cô nha. Dạ. Yeah. Bây giờ ai đỡ ai? Này là ngồi không nổi luôn hả cô? Ngồi mắc đỡ. Bởi tôi nhìn thấy là tôi xót lắm thiệt. Mình mạnh giỏi, mình đi, mình thấy người ta bệnh, mình tội nghiệp. Dạ. Tội lắm. Tôi đi chỗ nào ai bệnh hoạn là tôi tội. Thương lắm mà, mình nghèo quá. À, chú không đi được luôn hả chú? Không đi được. À, chú có thể ngồi sát vợ được không? Để con nói chuyện hai người cho dễ, chú ngồi sát vợ được không? Lên giường này yếu, không được. ngồi sát đây nè, ngồi sát đây nè. Sát lại kiến không? Liệt nửa người. À, liệt nửa người, dạ dạ. À, con được cô Hoa này giới thiệu nè về cái trường hợp của mình á. Là con nghe nói là nhà mình hai người đều bị bệnh luôn. Và như vậy rồi cái kinh tế đâu mà mình xoay sở chú? Hàng xóm ta cho. Hàng xóm cho. Dạ. Rồi chú cho con hỏi là nay chú Quý bao nhiêu tuổi rồi? 52 tuổi. Dạ. Còn cô? 46 à. Sẽ nằm 80 đó con. 45. Dạ. À, rồi cho con hỏi là sao mà chú bị tai biến mà mình liệt nửa bên bên trái hả? Chân cái tay luôn. Từ đó giờ chú bị bao lâu rồi? Em 2 năm rồi. 2 năm. Và tự nhiên nó bị hay sao chú? Thì tự nhiên vậy đó, đang đi làm về, đang cũng đi làm hồ á. Chú đi làm hồ. Ừ. Mà từ đó giờ chú đi làm hồ mấy năm rồi? Thì cũng năm mấy 2 năm vậy đó. Mà đi làm bình thường sáng rồi đi ăn đi uống phê rồi về nó bị luôn à. Ừ, chú là bị ban ngày luôn hả chú? Đi ban ngày luôn, bị dắt 9 giờ mấy sáng á. À, lúc đó chú có chỉ là uống cà phê rồi thôi mà tự nhiên uống nó bị thôi. Về thì tự nhiên cái dịch cái nó làm ụt xuống rồi xong luôn. Rồi lúc đó có ai ở nhà với chú không? Có vợ đưa viện, kêu xe taxi. Dạ. Yeah. Chở đi. Là bị 2 năm chú có đi tập vật lý trị liệu không chú Quy? Chú đâu có tiền đâu. À. Cũng về mấy người ta gom góp ta cho tiền châm cứu thời gian cũng không hết. Cái chú cái bệnh của chú á mà mới đầu mà mình đi về xong mình đập vật lý trị liệu, nếu mình có điều kiện á là cũng nhanh lành lắm á. Nó không lại như bình thường nhưng mà nó vẫn cử động được, nó vẫn không làm cho chú tê liệt cái nửa người còn lại đó, nếu mình có điều kiện từ lúc đầu á là đi tập vật lý á chú, chứ châm cứu rồi đó
nhức đầu á. Nhức đầu à? Chú nằm hay sao? À dạ chú dựa đi cũng được. Chú làm sao mà mình chú thoải mái là được. Ngồi như người ta hỏi gì mình trả lời cái đó. Ngồi cho lấy thôi. Không chú ý là sao? Chú thấy sao? Chú thấy là trong người chú mệt hay sao? Hay không thoải mái? Không, lúc mà ngồi vậy là nó bị vậy. Dạ. Bị là bị sao chú? Như xoay dầm dầm cái đầu á. À hèn gì mới vô con thấy chú hay nằm ở dưới nền nhà nè. Đúng không? Chú có dùng thuốc hàng tháng không? Hàng ngày không? Huyết áp rồi mà. Cho thuốc huyết áp rồi. Là mình là xuất thân là ở Sài Gòn hay là tỉnh nào lên đây chú Quý? Ừ? Mình á. Chú á. Sài Gòn. Dạ. Yeah. Đâu con coi chú cái tay chú hả? Con coi cái tay bên này chú. Là cứ thẳng hoài hả chú Quý? Nó sụi lời đó. Là chú có đi lại chú chống gậy không? Có cái gậy chống hay là chú chỉ ngồi lết vậy thôi? Xì lết không à. Đi lết mà khi đứng lên không được, đứng xong cái rung ngồi xuống từ. Lâu đứng lên vịn, có chỗ nào đứng chỗ mà vịn đâu đi đâu được. Chà, vậy là bao lâu rồi chú chưa đi ra đường luôn? Gần 2 năm rồi đó. Chỉ cứ đứng ngay chỗ cái cửa nhà trọ đây rồi nhìn xe cộ qua lại vậy thôi. À vậy thôi, không có gọi đấy, lết. Dạ. Cô chú có con cái gì không? Ừ? Cô với chú nào? Có con cái gì không? Có 2 đứa. Dạ. Lớn chưa chú? Lớn, đứa 18, đứa 19, 20. À cũng gần gần nhau ha. Rồi có ở đây với cô chú không? Đứa có vợ, có chồng rồi. Rồi còn chồng nó qua Đà Lạt đó. Là chắc bé gái út của chú ha? Ừ, đúng rồi. Con nghe nói là cũng đang có thai mà đúng không? Đúng rồi, có bầu, đang có bầu. Dạ. Rồi còn một người kia? Kia ở tù. À sao là con trai hả chú? Trai. À, chắc là chắc đụng vô mấy cái kia nên mới bị phải không? Quậy phá thì không có đụng, không có à, đánh lộn hả chú? Ừ. À dạ. Còn à, cô Hiếu à, ở đây là chú Quý là bị à, tai biến nửa người 2 năm nay rồi, không có làm ra được cái gì hết. Không làm gì. Dạ. Còn à, cô Quý là, thưa cô chú anh chị là cô thì Quý là bị ung thư lưỡi. Chị à, cô có đi lại được không cô? Có khỏe đi không? Mà yếu xìu à. Dạ. Đi mà hôm té này nè, tưởng chết con à. Té trong nhà tắm hả chú? Đó, đi cái đi té đụi đập đập nguyên ngực xuống cái càm. Dạ. Mà lúc đó có chú ở nhà không? Có, đâu làm gì được đâu. Thấy vợ té không? Kiểu như là mình không có đi đứng được, cái chú không có giúp được ha, thấy buồn ha. Kêu mấy người cho nó vô phụ nó khiêng đi. Dạ. À, thôi để con nói chuyện với cô Hiếu ha, cô Hiếu chút xíu nha. Ừ, thấy cô nằm ở đây. Ở đây là mình mới ăn xong hả cô Hiếu? Ừ. Ăn ống uống đập bơm mà. Bơm chưa hợp, bơm như có ống. Cô Hiếu cho con hỏi mình bao nhiêu tuổi rồi cô Hiếu? 45. 45. Cô trước là cô làm cái gì? Đúng làm hồ. Ồ, hai vợ chồng đi làm hồ luôn. Được, được. Hồi xưa cô tướng cô có da có thịt không? Có, mập mập lắm. Dạ. Rồi bây giờ cô thấy sao trong người cô, nói con nghe mệt sao? Rồi. Sao con thấy cô ôm cái đầu miết à? À, nó có rưng cái đầu. Rưng cái đầu. Ừ, rưng, mệt mỏi.
Cái này là phải cái ống ống ăn của, hay là ống thở ở đây cô Hiếu? Ống ăn. Là giờ mình ăn chỉ là toàn nước thôi đúng không? Nước mình mới ăn, tiêm thẳng vô cái ống đó. Rồi cô có thể cho con với mọi người biết rằng là cô bị ung thư là bao lâu rồi? Vì sao cô phát hiện ra? Bị trám cái răng nè. Bị trám cái răng. Nó bị mẻ, vợ mưa bất lử. Vợ mưa bất lử, mình tưởng là nó bị bẹn thôi. Vợ 4-5 tháng, nó bắt đầu cũng đau hoài. Cái bắt đầu mới khám, và nó bị ung thư lử. Bắt đầu bị ung bú thì phải bây giờ luôn đó. Là cách đây có 4-5 tháng mới hả cô Hiếu? 4-5 tháng rồi trước, 4-5 tháng trước á. Dạ. Tính ra nay là cũng 10 tháng rồi. Từ lúc bị là 10 tháng rồi. Dạ, 10 tháng. Là chắc cũng đi vay mượn rồi cô ha, mới đi. Bùm 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 em ơi. Mới không có tiền không? Dạ. Rồi thiếu nợ phán bạn hết. Rồi cô đi lên bệnh viện ung bướu là ung bướu ở Bình Thạnh hay là ở Thủ Đức? Thủ Đức. Cơ sở 2 Suối Tiên ha. Đúng rồi. Rồi mình vô đó là người ta có vô thuốc cho mình chưa? Có. Cô vô được mấy toa rồi? 2 toa. 2 toa. Mà cái liệu trình của mình là bao nhiêu toa? 6 toa. 6 toa mà cô vô 2 toa. 6 toa xong rồi mới mổ. Mổ xong rồi mới xạ. Mổ xong rồi xạ. Được 2 toa. Xong rồi sao mà giờ cô về đây? Thì rất là đi về vậy á. Thấy mình hơi khỏe khỏe ra mình về ngày làm. Làm xong rồi tới ngày vô tiếp. Tới ngày là vô thuốc tiếp. Hẹn cô bao nhiêu ngày? 21 ngày phải không? Đúng rồi. Mà cô có biết cô có giấy tờ không? Có giấy tờ bệnh của mình không? Giấy tờ có giữ khá cái đau của mình không? Không đưa cho cô cái gì luôn hả? Đúng rồi. Cô có hình ảnh không? Hình ảnh giấy tờ mình á. Hình sao? Hình mình chụp trong điện thoại á. Có không? Cái giấy mà cái giấy màu mà, xanh á. Giấy mà hoặc cái toa thuốc cũng được. Toa thuốc thì có. À cho con. Còn cái kia thì nó giữ hết là. Dạ. Thôi để cô chỉ đi con lấy cho. Chứ cô ngồi dậy ra nó đau á. Ngồi lên ngồi xuống được nhưng mà đi thì không được. Đi xíu rồi. Dạ. Nè cho con à. Đâu cô Quý? Đây ha. Đứng lên coi giùm mà cái chỗ chuẩn đoán á. Đâu? À của cô là bị ung thư lưỡi nè. Sao nó mở ngoặc phổi là nữa sao ta? Bị di căn. Di căn qua phổi. Di căn qua phổi. Rồi họ ghi bỏ trị là sao đây? Cô không điều trị nữa hả? Không có tiền vô thuốc nữa hả? À hàng gì? Ở đây họ ghi là ung thư lưỡi rồi, mở ngoặc phổi rồi, bỏ trị nữa. Là giờ là cô không đi lên bệnh viện nữa luôn hả cô? Dạ. Bao nhiêu mỗi lần cô đi vậy là bao nhiêu tiền? Mà không theo nổi. 3 triệu mấy á. 3 triệu mấy. Cứ 21 ngày là 3 triệu mấy. Mà cô mới vô được 2 lần à. Của cô còn 4 lần nữa. Là hết cái định kỳ thuốc đúng không? 3 triệu mấy. Mình đưa đến mình đi khe. Khe bằng đi bằng giờ bằng 8 rồi. Là ai dẫn cô đi? Thường thường cô đi với ai? Em. Nhỏ em á. Ở bên Mỹ Lộc á. À. Rồi cô chú có anh em gì không? Có mấy anh em? Có 3 anh em. Có giúp đỡ gì được cô chú không? Không, nghèo quá em ơi. Dạ. Nghèo quá, có tiền không? Nhưng mà tới thăm mình cũng vui với cô Quý ha. À cô Hiếu ha.
Rồi mình ở nhà trọ này bao lâu rồi cô Hiếu? Cũng gần 1 năm rồi đó. Gần 1 năm. Chà nóng ha. Lại con thấy cái lá phong nó sụp rồi kìa. Rồi cô chú ăn đây, chưa ai dọn hết hả? Không, cái này rửa rồi. Cái này là sạch. Sạch rồi hết. Dạ. Ngồi ngồi có mệt không? Nếu cô ngồi mệt là cô phải nói nha. Hồi xưa cô bao nhiêu ký cô Quy? À cô Hiếu? 60. Giờ còn ba mấy? Ba lăm không? Ba sáu. 60 ký giờ còn 38 ký. Sao cô thấy cô vô thuốc mà nó chưa rụng tóc hả? Mới ra. À mới ra. Rửa gốc à. Hồi xưa cô làm phụ hồ mà cô làm nổi luôn hả? Phụ hồ là bưng cát rồi xi măng nữa ha. Là làm quanh quanh Sài Gòn hay là ở đâu cô Hiếu? Ngày được lúc đó cô làm là ngày bao nhiêu rồi cô Hiếu? 320. Hai vợ chồng cái sáng đi cái chiều về. Mà con nghe nó nghề phụ hồ này nó đâu có ổn định đâu đúng không? Đúng rồi. Một tháng cỡ được có khi làm vừa có tiền, có khi nghỉ mấy tháng trời. Dạ. Không có tiền. Dạ. Nói chung là tùy ha. Không, cô cứ nói bình thường đi. Trước một tháng khoảng mình làm chắc cũng được 20 ngày là cao quá. Đúng rồi, có khi một tháng làm tháng nghỉ 2-3 tháng. À. Thôi á. Tại vì đâu có tiền. Được ăn hết tiền với là không có tiền với là mượn là đi ăn. Đó đi làm có tiền rã. Dạ, nói chung là xài trước á ha. À, không có tiền bạc rồi đó. Con cái rồi, đứa con gái nó có giúp gì được cô Quý không? À, cô Hiếu không? Phải, nó có lòng rồi đó, cũng đâu có làm, nó bầu bì, nó làm thì đâu có tiền. Dạ. Mà cưới con gái cưới lâu chưa cô? Mới 18 tuổi cưới lâu chưa? Cưới cũng mấy tháng rồi. Chắc biết cô chú bệnh chứ ha? Biết. Rồi cô như vậy rồi sao cô ăn uống? Con thấy cô nằm vậy rồi chú cũng nằm rồi sao ăn uống? Ăn mặc ấm. Đỡ không? Tự cô đổ cô ăn luôn hả? Ừ. Hay là có cần sự giúp đỡ của ai nữa không? Không, bữa yếu thì có người làm. Ai làm? Em. À em đó. Em á. Em qua đây thăm cô á ha. Mà cũng hơi khỏe khỏe em bữa mày làm. Dạ. Con nói cái này nè, không biết có đúng không nha. Hình như cái ung thư lưỡi của cô á, nó đang nó có mùi á cô biết không? Đúng cô rồi. Cô có hửi được không? Đúng rồi. Yeah. Lúc mình vô thuốc là nó đỡ hôi hơn hay sao cô? À, lúc vô thuốc là đỡ hôi. Mà em hồi hết thuốc á. Nó hôi mà rồi khi tháng mai nó cũng thuốc miệng rồi mày ơi á. Dạ. Cũng kỹ lắm á. Thuốc miệng mà nước muối á. Dạ. Rồi hiện tại là cô thấy rem rem cái đầu rồi còn cái gì trong người nữa không? Rồi ngoài cái đầu ra chỗ trong người có bị nữa không? Bị khó chịu à. Khó chịu ở đâu? Trong bụng. À. Dạ. Bị yếu lắm. Dạ. Đi đi lẻ đi không được. Mỏi hút thôi nhiều quá đi không nổi. Dạ, đau ha. Rồi giờ coi như là cô bỏ bệnh viện luôn. Không lên nữa hay sao? Hay là 21 ngày sau lên? Lên mà mày lấy thuốc mày uống thôi chứ là không có điều kiện nữa. Thuốc đó có tốn tiền không cô Hiếu? Không tốn chứ. Nhưng mà nó rẻ hơn là vô thuốc đúng không? Cho nên... Đúng rồi. Bây giờ không có tiền thì không có thuốc nữa. Cô có bảo hiểm không? Có.
Dạ. Có thì em mới mình đưa hước là không có tiền đúng không? Dạ. Giờ vô chỉ cầm cự thôi, giờ biết sao giờ. Mà nhưng mà giờ cô cái vẽ cô là bỏ luôn nè, đâu cô đâu có điều kiện cô đi nữa đâu. Ừ, đúng rồi. Mỗi lần đi nữa mấy triệu bạc. Mỗi lần đi là 3 triệu, cô nói hồi nãy 3 triệu mấy hả? 3 triệu mấy, chứ xe cũng gần 1 triệu bạc. 3 triệu mấy chưa tính tiền xe. Cô biết đóng tiền đó là tiền gì không? Tiền vô thuốc hả? Ừ. À, cô có mệt thì cô nằm cô nghỉ đi nha. Để con nói với chú nè, chứ cô đừng có cố gắng rồi nó đau á. Ủa chú rồi cái sinh hoạt hàng ngày của mình rồi sao chú ha? Ví dụ nấu ăn đồ giặt giũ rồi sao? Đâu nấu ăn có cái bà chứ quán cơm á, ngày nào bóng cho hộp cơm với ăn nha. À đem vô đây luôn. Bên nhà nó đem mấy người đi ngang qua đem vô, người ta biết ta đem vô. À vậy là chú cô chú cũng được nhiều người thương vòng đấy ha. Là không, mình không có tự nấu được luôn. Không có nấu gì đâu, thì dạ. Cho mà lúc nào lúc trước ăn hai ba cử, giờ ăn giờ tập ăn con cử, giờ bỏ cái chiều cái tối luôn, nó cũng quen. Ủa là một ngày cô chú chỉ ăn một lần thôi? Ăn lần thôi. Ăn ừ. Ăn vào cái lúc nào, cái giờ nào? Ăn giấc trưa vậy thôi, tôi nhịn tới mai luôn đó. Tôi nghe kinh pháp nói giờ ráng ít ăn, cũng tập ăn đi. Tập ăn lần cái giờ nó quen rồi. À giờ không ăn nữa. Nhưng mà cô chú ăn như vậy làm gì có sức khỏe đúng không cô Hoa? Ăn mà một ngày tập ăn với giờ cũng quen. Cũng chịu ăn nhẹ nhẹ thôi. Không, tự về nghe kinh á. Một ngày mà ăn một chỗ là con nghĩ là không có chắc đủ chất dinh dưỡng. Từ lúc trước ăn hai ba cử. Ăn cái thời gian ăn mình sợ có bữa có bữa ăn. Giờ tập riết ăn cũng quen, giờ bỏ luôn cứ chiều luôn. Dạ, với lại mình cũng không có điều kiện chú ha, đâu có mình đâu có làm ra kinh tế đâu. Mình ăn riết nó quen, mình cái thời gian mình ăn quen cái mình không có ăn mình đói. Dạ. Chà, nhà mình là không có. Không điện. Bóng điện cháy luôn hả chú? À, nghỉ vậy thôi. Rồi chú từ đó về không xài điện luôn. Xài điện. Ý là chú chỉ gắm cái đó vậy thôi chứ còn bật điện cố định là không được. Ừ. Cháy lâu chưa hả chú? À rồi con hỏi về cái vấn đề bệnh của chú nha. À, từ đó giờ là chú chưa đi tập vật lý trị liệu luôn hả? Ừ. Lúc trước giờ nằm đây chăm cứu không à. À chứ, họ có tập cho chú không? Không, chỉ chăm cứu chích cái kim chạy điện thôi à. À con biết cái kiểu chăm cứu rồi. Người ta không có bóp cái phần tê liệt của chú hoặc cái tê phần nửa người ta không, bị. Không, tao không bấm quẹt. Tao không có bóp bấm gì, tao chỉ chăm kim mà. Dạ. Chăm kim cái là kẹp điện vậy đó, chạy điện. À chăm cứu á, chứ chưa có tập vật lý trị liệu đó. Không có tập vật lý trị liệu. Rồi cái tay chú là cứ thẳng dài miếng luôn. Nó cứ vậy đó, chừng nào ấy cũng thậm chí ngồi tới đâu mình bóp bẻ. Cứ tay mình nói không á, mình bẻ mình bóp nó. Nếu không bóp là co luôn hả chú? Thì nó co, nó rút đó. Dạ còn cái chân, còn phần chân chú. Chân nó cũng vậy luôn. Có thẳng nó được không chú ơi? Vừa nó đó. Cái này nó được, cái này mà có chữa là khỏi cái chân này, chân chưa teo. Dạ. Không? Vậy là nó muốn gặt cái giò lên thấy không? Có tiền là chữa là tiền khỏi. Con thấy chú là chưa đến nỗi đó, cái này có thể chữa được á chú. Nếu mà mình đi tập là mình có điều kiện xíu mình đi tập là được á chú, đi lại được đó. Đi mà. Chứ tại vì nếu mà người mà tê liệt đó cô Hoa là anh sẽ tê một chân. Ừ. Không mà hai chân chú này là còn chữa được mà không tiền chữa. Ở nhà không có gì nữa. Dạ. Yeah. Chưa còn cảm giác đúng không chú Quý? Lúc trước nhéo không biết đau. Giờ? Bây giờ là giờ đang nhéo đau rồi. Giờ nên biết còn cảm giác. À vậy là chú có thể nếu mà con đang lên đây ví dụ nha, con ví dụ thôi nha. Có những cái thầy thuốc mà người ta họ tập vật lý trị liệu cho mình mà miễn phí chú có đồng ý không? Đúng rồi. Mà mất thời gian rồi đi không có đi lại không có được.
Nói mà đi tới đó mà phải đi xe, tiền xe cũng, cũng mấy trăm ngàn cũng vô đó rồi. Tại lúc trước kêu người kia về chăm cứu là hết một ngày một lần đi là 300 ngàn. Một lần chăm cứu cho chú mà 300 ngàn, họ tới đây luôn đúng không? Tới đây luôn nữa, có nửa tiếng hồ là nửa tiếng à. Mà 300 ngàn? 300 ngàn, mà thời gian làm hết tiền rồi không làm luôn, bỏ luôn tới giờ luôn. Mà chú lúc mà chú chăm cứu xong chú thấy cái phần đó nó sao? Thấy cũng vậy, không tác dụng gì á. Không có chuyển biến gì luôn hả? Không chuyển biến gì á. Chà, vậy là coi như mất tiền rồi đâu có được cái gì. Thì đó. Bên con thì có nhiều người á cô, họ liên hệ tới á, họ giúp. Cũng là chăm cứu với lại tập vật lý trị liệu luôn. Cái đó người ta có máy móc ta làm mình. Dạ đúng rồi. Còn mình đâu có gì đâu mình làm. Người ta trị miễn phí á chú, người ta không có lấy tiền. Nhiều người tốt lắm á. Dạ. Thôi bây giờ con cô Hiếu ha, cô Hiếu với lại chú Quý, à con được cái cô Hoa chỉ con cái trường hợp của nhà mình, thì con đến đây nè, tận nơi nói chuyện rồi con mới biết là thật sự là chắc lâu quá, mai thăm á cô hả? Thôi không sao chú ha, mình à, thấy có người tới thăm á hả cô. Thôi bây giờ cô Quý, con chú Quý ha, con đại diện cho ba người họ gửi cho cô chú ít tiền để mà mình sinh sống cũng như là thuốc thang nha, với lại có đi bệnh viện có tập vật lý trị liệu rồi nó đỡ. Dạ, ở đây là có một người ở Đồng Nai gửi cho cô chú 1 triệu, và thứ hai là chị họ Lê ở Mỹ gửi 500 đô la Mỹ, là con đổi ra được 1.260.000. Và cuối cùng là Gia Ngân ở Đức 1 triệu, tổng số tiền là 3.260.000. Dạ, thì con 3.260.000. Dạ, con gửi chú Quý nha. Chú đếm được không? À, thì thôi để. Nói chung là đủ ha. Chú, này con đếm giùm cho chú nè, con đếm nè. Dạ. À, 1 triệu nè chú. 1 triệu. 2 triệu. 3 triệu. 260.000 nè. Chú Quý ha, đủ ha. Cảm ơn mấy cô chú quay bên gì đó. Dạ nó chú nói Mạnh Thường Quân là được rồi chú. Cảm ơn mấy Mạnh Thường Quân giúp. Tại chắc mừng á cô. Mừng á, thôi không sao. Chứ để cho chú thoải mái. Nói chung là chú cảm ơn ha. Rồi ngoài ra nữa nha. Ngoài ra con gửi tặng gia đình mình một cái đồng tiền 2 đô may mắn nè. Cái này là của anh Bùi Đình Nai ở Chicago, Mỹ á. Gửi cho chú ha. Ngoài ra còn có một chai dầu xanh của một chị ở Nhật. À, chị gửi nha. Con gửi chú luôn nha. Cảm ơn. Dạ. Thấy mới tới đây rồi mới biết cô Hoa. Thấy tội. Tại vì tôi điện chú, tôi cũng nói chú tới đi. Dạ. Nhìn thấy già tội lắm. Tới mình phải xác minh những cái người bệnh tật như thế nào. Chứ còn mình nói ở ngoài thì mình chưa có thấy rõ. Phải không? Dạ. Chú tới rồi chú thấy đó, hai chồng đó. Có ai mà bệnh gì không? Bệnh ví dụ một người cũng còn người kia đi làm kinh tế đúng không? Làm kiếm tiền. Cái này hai người mà nằm như vậy tiền đâu có. Bây giờ tiền bao nhiêu cũng không đủ. Bởi nhiều người mẹ, tôi mua gia trai của bà Út này là tôi thấy bà tội. Người mẹ phải gồng gánh cho con. Nhìn con như vậy là xuống mắt cỡ nào bây giờ cũng không có cầm lòng đậu. Chú nghĩ chú người dân, chú nhìn chú thấy tội không? Dạ, tội. Rõ ràng phải không? Rồi làm cha làm mẹ sao mình lại thấy gì nữa mà không sót. Tôi đi tôi mua gia trai đầu này đầu kia, tôi nghèo tôi khổ lắm. Tôi mua gia trai người này mới, người mới kiếm sinh sống gia đình thôi chứ không có dư giả gì. Yeah. Mà tôi nhìn tôi nói là kệ, bây giờ mình cứ đi dài mình thấy ai khổ mình cứ kêu gọi đi, người ta giúp được người ta giúp, người ta làm phước, bây giờ người ta làm phước mình giúp người ta được. Ví dụ người ta có sống ngày nào người ta mừng ngày đó. Yeah. Biết là bệnh như vậy nhưng mà ta cũng biết rõ là như vậy. Yeah. Nhưng mà người ta mừng được là ví dụ nằm này đâu có tiền đâu,
ai cho 500, 300 gì cũng mừng hết trơn. Mừng để uống thuốc, chứ không phải mừng để ăn. Giờ ăn được cái gì? Đâu uống sữa để bơm thôi, chứ có cái miếng cái nào mà để biết cái ngon đâu. Và chú nghĩ đi, thì tôi rất là thấy tội. Bởi tôi cầu xin hoài, tôi ngày nào mua hai tờ số, tôi cầu xin mẹ ơn trên. Mẹ độ mà mẹ cho tôi rồi, tôi đi làm từ thiện thôi. Ngày cơm hai bữa, không cần gì nữa hết. Dạ. Thấy không? Tức là mình phải có sức khỏe rồi nha. Mình có sức khỏe mình đi mua, mình đi làm ngày sống, ăn cơm ngày hai bữa để mình giúp người ta được rồi. Mà hơn nữa gia đình tôi còn thiếu kém nhiều lắm. Chồng thì ngày uống tôi cũng ba cái thuốc. Thằng con có một tay đâu làm đâu. Thằng con bị tai nạn điện, bị điện phóng, bị cục cánh tay. Tội ha. Ừ, đau. Mà mình có mình cũng ngặt nghèo mà mình cũng ngặt nghèo mà thấy người ta còn nghèo hơn mình, khổ hơn mình rất là nhiều. Thấy cô Hiếu với chú Quý thì càng càng khổ hơn nữa. Khổ hơn. Dạ, để con cô Hiếu có gì muốn nói không? Con cũng cảm ơn bên mạnh thường quân giao hai ông con tiền. Dạ. Con cũng cảm ơn nhiều. Để con uống thuốc. Dạ. Con ví dụ thôi nha cô Hiếu. À. Mình có điều kiện á, à, mình trở lại bệnh viện ung bướu để mình điều trị không? Có tiền đi á. Mà bác sĩ có nói chị ở giai đoạn mấy không? Giai đoạn 4. Giai đoạn 4 ha. Dạ. Mà con thấy cái này là mình tiêm vô đây đúng không chú? Hai cái hộp sữa giống như hộp sữa rồi. Yeah. Thôi dơ chú, để thùng rác ra. Cái hộp gì kìa, giống như hộp sữa mình nít uống vậy đó. Dạ. Mà cháo trong túi của bài ung bướu cái đó. Dạ. Con nghĩ chú là con mong á, con mong có ai giúp cho chú cái tập vật lý á cô, là nó đỡ. Miễn phí là chú mà đi mỗi ngày mỗi làm thì có thể. Tại dạ, cái chân chưa cái teo mà được, còn điều trị cái tay cũng còn yếu. Ví dụ như chú người ta không còn cảm giác cái chân đó luôn. Con đi gặp mấy trường hợp á, người ta không còn cảm giác luôn. Cái chân nó người ta không còn luôn. Mà điều trị vẫn có thể đi được nhưng mà không có như bình thường thôi. Có nghĩa là vẫn đi được nhưng mà nó yếu hơn chút. Dạ không cần gì, cầu mong mình đi được, đi lại được, giúp bây giờ chứ mình bệnh 200 bệnh đó chết. Cầm đi tới luôn đi giúp cho vợ. Dạ. Mong là đi được á, để giúp cho vợ. Ví dụ như chú tập mà khỏe thì chú định làm cái gì chú sinh sống? Còn ví dụ thôi nha. Ví dụ chú đi lại được á. Nếu mà đi bình thường mà không làm gì thì mình đi ra tìm máy số. Bán vé số. Lấy máy số. Dạ. Tự mình đi không được. Thôi vậy ha chú ha, bây giờ con tới đây thăm vợ chồng cô chú rồi con mới biết. À, và con cũng truyền tải cho tới cô chú anh chị nha. Dạ bây giờ thì thôi con để cho cô chú nghỉ ngơi nha. Dạ. Dạ con xin phép nha, được không con, chú ha? Cảm ơn. Cảm ơn. Không có gì hết. Cứ dưỡng gìn sức khỏe được, cầu cho sức khỏe được chứ đừng có nghĩ đó. Ừ. Thế thì một lần nữa em nhỏ cảm ơn quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều đã hỗ trợ cho cô chú một số tiền. Thôi bây giờ con ra ngoài nha chú nha, để cho cô chú nằm nha. Dạ. Thôi cô, sau khi nói chuyện xong á, con thấy cái trường hợp này thương quá, tội quá. Ừ, tội. Tôi thấy thì bệnh lâu mới ban đầu thì ít. Dạ. Tôi đâu có ngờ đâu quá nặng. Lần sau tôi thấy mới thấy nằm mà tự bơm sữa đó, là tôi thấy tôi đang đếm ra chai mà tôi vô thấy ngồi bơm sữa. Mà con thấy cái điều này nữa, cô biết là điều gì không cô Hoa, là một ngày hai vợ chồng ăn chỉ có một chở thôi. Ừ, ăn có một cử cơm. Một cử thôi. Nghiệp. Tại vì không có điều kiện để có tiền đó, rồi cũng xin người ta hoài cũng hơi ngại. Dạ. Bây giờ tập cái bản tánh để ăn một cử một, đặng cho nó qua ngày thôi chứ không có cần phải ngon. Dạ. Thấy tội nghiệp. Người ta thì như ăn như để người thiếu ăn. Thôi một lần nữa thì con cảm ơn cô đã giới thiệu cái trường hợp này cho tụi con nha.
Cảm ơn cô Hoa nha. Tôi cũng cảm ơn chú nhiều, giúp người ta được tôi mừng. Tại tôi điện cái lúc đầu tiên là tôi điện một cái số 669 đó, là có cái chú kia là bên chú gì? Quản lý hay gì đó. Dạ đúng rồi. Nói để cho nhân viên điện lại. Dạ. Thì tôi cầm điện thoại mà tôi nghe chú điện lại là tôi mừng. Nếu mà có người nhận điện thoại mình đó, là mình nghe là để mình giới thiệu cho những cái hoàn cảnh đó. Dạ. Con cảm ơn cô nha. Rồi. Dạ. Cảm ơn chú. À, hồi nãy giờ á em có xem anh đúng không? Có xem dạ, anh có. Anh chia sẻ cái trường hợp ngày hôm nay. Thì theo quan điểm em thì em thấy như thế nào về cái trường hợp ngày hôm nay? Thì em cũng theo dõi anh như lúc trước em nói á, theo dõi cũng khá lâu. Theo dõi rất nhiều tập rồi thấy cũng có nhiều hoàn cảnh khó khăn. Mà thường thường á thì nếu trong nhà một người bệnh thì một người sẽ khỏe hơn để đi lo tế đúng không? Đúng rồi. Còn trường hợp ngày hôm nay thì em thấy cả cô và chú đều có bệnh. Người thì bị liệt, còn người thì lại bị ung thư giai đoạn cuối. Thấy cái cuộc sống nó chật vật, rất là khó khăn luôn. Mà mình cảm giác như là không có cái cách sở nào luôn á. Không có cái dạng như cái đường lối mà có đường đi ha. Đúng rồi. Nó bế tắc quá. Dạ. Em sao em biết đến kênh của tụi anh? Cũng lướt YouTube thôi anh. Với lại em cũng kiểu có thăm, kiểu mình có liên xem những cái rồi nó liên quan nó hiện lên á. Rồi mình mới click vào mình xem thử như thế nào. Thì theo dõi hàng ngày rồi thấy nhiều trường hợp đáng thương, rồi em cũng đăng ký rồi xem rồi bình luận, cũng có những cái bình luận trên kênh anh á. Anh có để ý anh thấy. Dạ. Thì nay đi ngày trải nghiệm lần đầu thấy có mệt không? Dạ có, em dạ, xưa giờ em chưa đi đâu mà kiểu nắng non hoặc là xa thật xa như vậy hết. Em thấy từ trường em mà xuống đây nó cũng khá xa rồi đó. Mà chưa kể nhà anh lại túc ở suối Tiên nữa. Lên đây xa thật luôn á. Thì nói chung mình đi làm thiện nguyện mà cũng mong là có sức khỏe để mà còn đi giúp những cái người họ kém may mắn hơn đó. Em nhìn thấy công việc anh đâu có đơn giản đâu. Dạ đúng rồi. Đúng không? Em thấy em cũng thấy, đi nhìn thì có vẻ, nhìn qua thì có vẻ thấy rất là đơn giản á. Nhưng mà đi mà tìm hiểu sâu về nó, hôm nay em đã trải nghiệm rồi, em thấy không đơn giản xíu nào cả. Thì anh làm cái này có nhiều người họ thương á, thì họ có cho mình cái động lực. Dạ. Hoặc là người ta nói chung là kích lệ mình để mình một ngày mà có sức khỏe và mình đi giúp đời. Còn người không thích á, thì người ta nói này nói kia. Thì anh cũng phải chịu thôi chứ anh không biết làm sao hết. Dạ. Mai mốt ví dụ em có rảnh thì em muốn thì em tiếp tục liên hệ anh ha. Để mình cùng đi cho em biết nhiều hơn. Dạ. Còn nhiều người em chia sẻ cho tí. Còn nhiều người rất là khổ trên ở ngoài xã hội rất là nhiều. Nhưng mình chưa có thể có duyên với người ta để mình gặp. Em thì em cũng thích kiểu như vậy nè, cũng thích kiểu làm thiện nguyện á. Em cũng là sinh viên thôi, đâu kinh tế đâu mà em giúp người ta, cũng chưa có tài chính nên là kiểu mình bỏ sức được thì mình bỏ vậy. Kiểu mình đi được thì mình đi được đến đúng đâu rồi, thì không đi. Giúp bên này thì mình giúp bên khác. Đúng rồi. Chứ không phải nhất thiết là phải tiền. Dạ. Nha. Thôi là cái lời cuối rồi, em muốn nói gì không? Thật sự thì hôm nay là lần đầu tiên gặp mọi người. Cũng chúc cho anh đi, cho trước hết là anh có nhiều sức khỏe để anh đi đến nhiều nơi, gặp được nhiều người để kết nối được mọi người với tất cả các mạnh thường quân để cho mọi người được có cuộc sống tốt hơn. Chúc kênh Cu Food cũng như là Sinh Cu Food ngày càng được phát triển và nhiều hơn nữa. Anh cảm ơn ha. Dạ. Thôi thì clip hôm nay cũng dài rồi, anh sẽ kết thúc clip ở đây. Em nhỏ xin chào cô chú anh chị và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip tiếp theo ạ.